Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Toàn Tâm chương 5008 đến chương 5011. Cút. Dương Thanh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên đột nhiên vọt tới. Tại trước một giây, công kích của Lăng Vương sắp rơi vào trên người Mã Siêu, Dương Thanh đã ngăn tại trước mặt Mã Siêu. Một tiếng ma thật lớn truyền ra, Dương Thanh vung ra một chưởng, cùng công kích của Lăng Vương kịch liệt va chạm vào nhau. Dương Thanh cùng Mã Siêu hai người bị phản chấn đến nhau nhau lui lại. Sau khi ổn định lại thân hình, Dương Thanh vò thẳng về phía Lăng Vương. Lại là một trận giao tranh kịch liệt, Lăng Vương từ từ rơi vào thế hạ phong, bị Dương Thanh ép cho liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, công điện cũng chấn động dữ dội, hiển nhiên là không cách nào chịu nổi công kích cường thế của Dương Thanh cùng Lăng Vương, dường như có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào. Dương Thanh thấy thế, lập tức lớn tiếng ra lệnh cho Mã Siêu. Em trước tiên ra bên ngoài chờ anh. Mã Siêu nhíu mày, mỗi mặt không vui, hiển nhiên là đang lo lắng cho Dương Thanh. Nhưng là tại dưới sự thúc giục liên tục của Dương Thanh, Mã Siêu vì không muốn trở thành gánh nặng cho Dương Thanh nên đành phải rời khỏi cung điện. Mã Siêu vừa rồi đi, đất đá trên trần nhà của cung điện lại bắt đầu nhao nhao rơi xuống. Đoán chừng là trần cung điện chống chịu không được bao lâu nữa, mình cũng nên đem đan dịch của những tên kia luyện thành đan. Dương Thanh khẽ lẩm bẩm một tiếng, chợt đem Lăng Vương đánh lui. Tại thời điểm Lăng Vương đang hổn hển thở, anh nhân cơ hội vọt đến bên cạnh Cửu Long Thành Lô. Ngưng tụ cho ta. Dương Thanh khẽ quát một tiếng, đại đơn khí còn thừa lại trong cơ thể dung nhập vào bên trong Cửu Long Thành Lô. Trong lúc nhất thời, Cửu Long Thành Lô kịch liệt run rẩy, phát ra một trận âm thanh vù vù cực lớn, trong đó còn kèm theo từng tiếng rồng gầm. Toàn bộ bên ngoài Cửu Long Thành Lô linh khí sôi trào cực nhanh lên. Dương Thanh lại quát khẽ một tiếng, Cửu Long Thành Lô rung chuyển, cái nắp trên đỉnh lập tức mở ra. Dương Thanh nhảy mắt lao vút lên, xuất hiện tại đỉnh Cửu Long Thành Lô. Anh vươn tay vào bên trong Cửu Long Thành Lô, rất nhanh liền có 7 viên đan dược đen xì xuất hiện tại trong tay anh. Dương Thanh lúc này cũng thu hồi Cửu Long Thành Lô, thân thể sau khi hạ xuống, đưa mắt nhìn đánh giá 7 viên đan dược ở trong tay. 7 viên đan dược này chỉ có kích thước lớn bằng hạt đậu, nhìn đen nhánh mà bóng loáng. Cẩn thận nhìn xem sẽ phát hiện tia óng ánh lấp lóe như ngọc thạch màu đen. Mỗi một viên đều ẩn chứa linh khí tràn trề. Dương Thanh cầm trong tay một cái mạch hài lòng. Dùng linh thú luyện chế đan dược còn nhanh và dễ dàng hơn nhiều so với luyện chế bằng thảo dược. Mà lá tộc khách máu bọn xuất sinh này, tại trong mắt Dương Thanh chính là cùng một loại với linh thú, chỉ cần thêm một ít dược liệu và một chỗ luyện chế để rất nhanh có thể luyện chế ra đan dược. Dương Thanh dùng những người sói của lá tộc khách máu luyện chế đan dược, một mặt là trực tiếp đánh chết, một mặt là có thể rất nhanh liền luyện chế ra đan dược, sau đó nhanh chóng để bản thân mình khôi phục lại. Dương Thanh chẳng qua cũng là vì có thể giải tỏa phần nào mệt mỏi trong cơ thể, mà không nhằm vào mục đích nâng cao tu vi. Chứ thế thì, dùng đan dược mà muốn tăng cao tu vi thì phải cần thời gian rất dài, chuyên tâm luyện chế. Mà lúc này bên cạnh anh còn có Lăng Vương cường thế kia đang nhìn chằm chằm, Dương Thanh không có cơ hội để luyện chế kỹ càng. Lập tức Dương Thanh đem 7 viên đan dược đen nhánh cầm trong tay trực tiếp nuốt xuống. Đan dược vừa vào trong miệng tức thời tan ra. Linh khí trong cơ thể Dương Thanh vốn dĩ đã khô kiệt, giờ phút này cũng nhanh chóng khôi phục. Cả người nhìn qua, tinh khí thần đều đã khá lên rất nhiều. Thấy cảnh này, Lang Vương ở một bên đang tranh thủ điều tức, trực tiếp tức giận phun ra một ngụm máu. Hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng Lang tộc khách máu bọn chúng là tồn tại cao cao tại thượng. Thế nhưng cho khách này, Dương Thanh lại trực tiếp đem người sói của Lang tộc khách máu bọn chúng luyện chế thành đan dược rồi phục dụng. Hắn thân là Lang Vương của Lang tộc khách máu, há có thể chịu đựng được loại vũ nhục này sao? Nhân loại đáng chết, nhân loại thật đáng chết, ta muốn giết người, ta giết người. Lang Vương phát ra tiếng rít rào. Ngay sau đó, nhìn thấy bóng vuốt của Lang Vương nháy mắt dài ra khoảng chừng 1 mét, tản ra hàn mang. Wow! Lang Vương nằm sát trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài, cho trực tiếp đằng không lao lên phóng về phía Dương Thanh. Dương Thanh thấy tu vi Lang Vương đang ở lãnh tăng cao, anh không hề dám có chút chủ quan nào,
toàn lực ứng phó với Lam Vương. Ầm ầm. Lệnh nhanh, thêm một tiếng vang thật lớn truyền ra và cung điện to lớn dưới đất này trở nên sụp đổ. Ngay cả ngọn núi nhỏ bao bọc bên ngoài cũng là trong nháy mắt sập lún xuống, bụi đất bốc lên đầy trời. Ma Siêu chờ ở bên ngoài những thế cảnh này khẩn trương tới cực điểm. Ma Siêu đối với đống phế tích trước mặt lớn tiếng hét lên: Thanh ca, Thanh ca, ân! Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ bên trong phế tích phóng lên tận trời. Ma Siêu vừa nhìn thấy rõ thân ảnh kia về sau, lập tức thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, bởi vì người vừa xuất hiện chính là Dương Thanh. Thanh ca. Dương Thanh sau khi hạ xuống, Ma Siêu liền kích động lao đến trước mặt anh. Dương Thanh thấy Ma Siêu không có chuyện gì, đôi nhìn cũng yên tâm, ánh mắt quanh nhìn vào phế tích tìm kiếm tung tích của Lam Vương. Ma Siêu nhìn thấy trong đống phế tích không còn vật nào khác xuất hiện, lập tức kích động nói ra: Thanh ca, tên súc sinh kia đã bị anh giết rồi sao? Thế nhưng là Dương Thanh lắc đầu, với mặt nghiêm túc nói ra: Chưa, tên súc sinh này thực lực rất mạnh, anh vừa mới rồi nên không phải là vì tạm thời phục dụng đan dược mới luyện chế ra, chứ sợ hiện tại cũng đã không phải là đối thủ của tên kia. Nghe được Dương Thanh nói ra lời này, Ma Siêu với mặt chấn động. Tại trong mắt Ma Siêu, Dương Thanh chính là tồn tại vô địch, kẻ có thể để cho Dương Thanh không địch lại, tuy nhiên cho thấy đối phương cực kỳ khủng bố. Lúc này Dương Thanh cũng không hề tận lực đi tìm Lam Vương, anh tin tưởng tên kia không có khả năng cứ như vậy mà chạy trốn, cho nên nhân cơ hội nhanh chóng vận chuyển công pháp khôi phục linh khí trong cơ thể. Đúng lúc này Dương Thanh đột nhiên cảm giác được tại vùng đan điền đạo bình chướng ngăn cản giữa kết đan cùng nguyên đan, vậy mà một trận bành trướng, ảnh ảnh có dấu hiệu muốn đột phá. Chẳng lẽ vì một công kích cường thế vừa rồi mà bình chướng muốn xông mở rồi sao? Dương Thanh trong lòng trở nên kích động, anh luôn một mực khát khao tu vi có thể đột phá đến nguyên anh, nhưng đạo bình chướng này vẫn chậm chạp không cách nào xông phá. Không bị tới lúc này dưới lại tình huống như vậy mà nó có dấu hiệu nới lỏng. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Dương Thanh lập tức ngồi xuống xếp bằng vận chuyển chiến thần quyết. Ma Siêu vô vàng ở bên cạnh hộ pháp cho anh. Thế nhưng là không đợi Dương Thanh tu luyện được bao lâu mà đất liền rút đẩy kịch liệt, nơi thêm một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc truyền ra. Đây là một thân ảnh từ bên trong phế tích vọt ra, thân ảnh kia chính là Lam Vương. Lam Vương nhìn vùng phế tích trước mắt, sự phẫn nộ của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Ngay tộc khách máu bọn chúng đã ngủ say ngàn năm ở chỗ này, mà trước đó thế lực nhỏ có một mực đem nơi này bảo vệ, còn sẽ có người mỗi ngày để đến đây cung phụng, tự như nơi này là một nơi cực kỳ thần thánh. Thế nhưng để Lam Vương không nghĩ tới chính là lúc này mới vừa thức tỉnh không bao lâu, đại bản doanh của Lam tộc khách máu bọn chúng đã bị Dương Thanh phá hủy, ngay cả cung điện dưới lòng đất to lớn kia đều bị hủy diệt. Tiểu tử, cho dù có chết ta nhất định cũng phải kéo theo người đẹp lưng. Lam Vương ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Bất chợt không có dấu hiệu báo trước nào, hắn liền hóa thành một bóng đen lao vút về phía Dương Thanh.